Xin chào quý vị và bà con nông dân. Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong đợt nắng nóng hiếm gặp. Đã hơn một tháng nay, nắng nóng kéo dài đằng đẵng với nhiều ngày nhiệt độ cao nhất luôn duy trì từ 32 cho tới 35 độ, có nơi nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Do trời ít mây, nắng mạnh nên không khí rất khô hanh, có lúc độ ẩm trong ngày thấp nhất chỉ từ 30 cho tới 45%. Trời vừa khô lại vừa nóng khiến nguy cơ cháy rừng là rất cao. Theo thống kê của Cục Kiểm Lâm, đến ngày hôm nay 18 tháng 3, hiện có 120 điểm rừng đang ở cảnh báo cháy cấp 4, tức là cấp nguy hiểm. Và đáng lưu ý hơn, có tới 114 điểm rừng đang ở cảnh báo cháy cấp 5, là cấp cực kỳ nguy hiểm, là những khu vực màu cam và màu đỏ. Hiện đang phủ hầu khắp khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Để phòng tránh cháy rừng ở mức cao nhất, thì Cục Kiểm Lâm khuyến cáo các địa phương, bà con sinh sống tại các khu vực có cảnh báo cháy rừng mức cấp 4, cấp 5, và các chủ rừng cần phải duy trì lực lượng trực 24/24 tại các chòi canh lửa, bố trí người thường xuyên theo dõi nhằm kịp thời phát hiện và cảnh báo sớm nếu có cháy xảy ra. Bên cạnh đó, các địa phương, bà con và các chủ rừng cũng cần tuyệt đối tuân thủ các quy định, cấm mọi hành vi đốt nương rẫy, đốt thực bì và tuyệt đối không sử dụng bất cứ một nguồn lửa nào trong vùng rừng có nguy cơ cháy cấp 4 và cấp 5. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phù hợp về phòng cháy và chữa cháy rừng. Những khuyến cáo này là rất cần thiết vì dự báo trong 2-3 ngày tới, khối khí nóng vẫn sẽ bao trùm khiến nắng nóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo dự báo, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh là vùng tâm nóng với nhiệt độ cao 36-37 độ. Khu vực Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long nhiệt độ cao 35 độ, còn các nơi khác của miền Tây nhiệt độ cũng ở ngưỡng 34 và cận 35 độ. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-33 độ. Riêng Đắk Nông, Cát Tiên là những nơi 34-35 độ, trời nóng bức. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo.